cà vạt hả? Medley 2020. Cái này chờ ai cái phục có cái Panabet chứ. Cầm cầm mới à. Cũ cầm kia. Còn một chiếc ở đây. Chiếc này khách đặt cọc rồi. Medley 2020. Cái mặt đồng hồ. Cái này kiểu như là nó hết luôn ha. Đúng rồi. Nó là màn hình LCD hết luôn. Nó hiển thị cũng hết. Chắc cái thông số nè. Ôi trời quá trời thứ luôn, biết đường đâu coi rồi. Có người có thợ kỹ thuật hướng dẫn mình sử dụng. Cái cụm này cũng giống giống nhưng mà có công tắc ha. Ủa, nó giữ được công tắc này. Có sát đâu có tắt được. Cái này gì? Phải gửi cho được không? Hay bấm rồi cũng giờ. Có, thì không về thì ngày mai ta cũng đi làm. Bên này giống bên kia. À, phát hiện thấy cái này cho tôi hình như là mở cốt anh. Mở cốt là hả? Ok. Trong cái cốt này hình như là nó rộng lắm luôn nè. Bự hơn cái thác à. Bự hơn chứ. Nó bằng cái liếc á. Coi đây anh Đoàn ơi, cái này nó gần giống như chiếc cũ nhưng mà đồng cái hồ kiểu dáng form của nó giống như chiếc cũ, đồng hồ nó khác, nó khác thứ nhất là cái mặt đồng hồ, thứ hai nó là đèn LED, còn động cơ chức năng thì như nhau. Anh mở đèn thử anh coi thử nè, cho anh. Cũng giống trước hả? Còn cái đèn pha là mình phải đề nó mới sáng hả? Đề nó sáng lịch sự hơn, khỏi phải độ công tắc. Cái này nó bị quên ở địa bàn à. Thì lúc này mình sẽ nói công tắc không được. Rồi, cái gì cũng có cái giá của nó. Như lúc mình vô cửa hàng như thế nào, mình gặp vô người ta. Cái này bằng nhựa hay cái tay dắt này là bằng nhựa hay bằng nhựa hả? Có cái có cái chi tiết này là đẹp nè anh Đoàn ơi. Cái này có thể để được đồ cột đây cộng lên người ngồi sau được không? Gãy không? Bóng đèn này cũng giống như thằng kia. Nói chung là anh coi chiếc kia làm sao và nó cũng gần giống vậy đó, nó chỉ thay đổi cái đèn LED dưới đồng hồ LCD. Cái anh ơi, cái lốc máy ABS sao nè, cái lốc máy nó có thay đổi gì không? Dạ không anh, động cơ chức năng cũng giống nhau. Là 150 là nhiêu mã lực? 150 là sao? Chắc là lốc máy giống đời trước hả? Giống đời trước. Cái này là cái gác chân phục màu đỏ. Cái này cái lọc gió kiểu Medley ABS 150 ABS phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt là giá này 102.9 150 phân phối, giá của nó chưa giấy tờ là 93.900. Còn 125 thì có hai phiên bản, một phiên bản tiêu chuẩn và một phiên bản đặc biệt. Phiên bản tiêu chuẩn của nó là 73, còn phiên bản tiêu chuẩn. Như vậy là cái giá của 150 150 chỉ có một giá hả? Trời đất ơi. Thế tức là cái 150 thì có một loại một hả?
150 thì sẽ có 3 màu. 3 màu nhưng mà cái nào có chữ S hết hả? Dạ đúng rồi ạ. Chữ S nghĩa là gì? Phiên bản hay sport? À. Nào? Xe này đặt cọc rồi. Tự tới coi đi ông nội. Sporty hả? Đồng hồ này đã luôn á, nhìn đồng hồ này. Nhìn đồng hồ là hơi rối đó. Cái này chắc về đổ lại cái gương đi. Kết với cái đèn. Kiểu như robot. Rồi. Vậy thôi, hết rồi đó. ABS trước sau, mâm mới, cà vạt, đèn LED, đồng hồ full LCD với lại cái gì? Hết rồi. Hả? Hết rồi, đổ xăng như cũ. Mà động cơ như cũ. 150 ABS S.